Dạ. Rồi anh có gửi lời đến quý mạnh thường quân đã giúp mình không? Có. Nói trong bụng rồi. Nói trong bụng luôn hả? À? Không có nói ra hả? À? Dạ. Chị mình quan trọng là mình bây giờ nè. Mình biết anh, là được rồi. Dạ. Bây giờ em nói cho anh nghe nè, sau này nhà cửa em cũng bàn giao anh rồi, bữa nay cũng là ngày anh vô nhà rồi, sau này anh tự lo ha. Sau này là nếu mà có duyên đến Mạnh Thường Quân có giúp anh thì em lại nữa, không có coi như là anh là tự lo tự sống anh Thanh ha. Sau này anh kiếm một công việc nào để sau này để anh cuộc sống anh mưu sinh hàng ngày đó, giống như ăn uống nè. Giờ anh không biết nói gì hơn, chỉ có một câu cảm ơn Mạnh Thường Quân thôi. Dạ. Chúc Mạnh Thường Quân sống lâu trăm tuổi. Dạ. Rồi anh chỉ biết nói vậy thôi, chứ ngoài ra không biết nói gì hơn nữa hết. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Rồi anh có mời anh em bà con cô bác gần gần hàng xóm mình không? Có lại ăn không? Có mời mà chưa thấy ai lại hết. Dạ. Anh có mời mấy giờ lận? Là 10 giờ đó. Dạ. Mà chưa thấy ai lại hết. Dạ chưa tới ha. Dạ cũng lại chúc mừng cho anh ha. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Thì mình có nhà coi như là mình thấy ấm đó ha, đỡ khổ hơn cấp trước anh Khanh ha, đỡ hơn nhiều lắm. Dạ 100% luôn chứ, đỡ hơn 100% luôn. Dạ rồi cấp lâu trước lắm, từ cha sanh mà đẻ tới giờ mới có được cái nhà như vậy á. Dạ xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn nhiều Mạnh Thường Quân, chúc Mạnh Thường Quân sống lâu trăm tuổi. Dạ. À, bữa nay anh Thanh xúc động của chú chị ngày thôi, ngày vô nhà mình vui lên anh Thanh, bây giờ mình khóc cái nước mắt cũng là tội nghiệp cho anh rồi. Bữa nay cũng vui vẻ đấy ha, xong vui vẻ cố gắng lên ha anh, cố gắng chi phối làm ăn đi, sau này mình còn tương lai anh còn nhiều còn tới nữa. Dạ. Những người Mạnh Thường Quân cho em được nghe vậy anh xin cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Ơi. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi anh đợi tiếp khách anh em lại chúc mừng anh ha. Kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay cũng nói chung là anh Khanh quá xúc động luôn rồi. Nói chung là được căn nhà mới, cũng nhờ quý Mạnh Thường Quân trong nước như ngoài nước cũng đã giúp đỡ anh, thì ngày hôm nay thì anh cũng được cũng hai bàn rồi, anh quá xúc động, anh sư vị anh cũng quỳ lại rồi, cũng cảm ơn đến tất cả các Mạnh Thường Quân. Nói chung anh Khanh đừng khóc nữa nha, cười lên đi, bữa nay mình cười đi, ngày vui. Em cũng biết là anh rất là xúc động, chảy hoài sao dạ. Không cho chảy hoài thì giống như là anh Tân nói nãy đó, anh khóc thì cũng tội nghiệp cho anh, thì kể được nhà khăn trang rồi, cũng là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rồi, thì anh cũng vui vẻ lên. Với lại anh đã có những cái máy ấm gia đình rồi đó, có nhà cửa đồ khang trang hết rồi, anh giờ anh cứ tự lo để mà sống qua ngày nha, giống anh Tân chia sẻ nãy. Thì ngày hôm nay thì anh em cũng qua đây thì không có cái gì theo tay hết, giờ em xin trao cho anh 200.000 thôi. Em dạ, cái này là riêng của em biếu anh. Đây nè. Sao dám lấy? Sao không dám lấy? Thương chú chị. Dạ, anh Khanh thấy là cười liền. Đây nè. Không phải. Để em biếu quá lấy kỳ lắm. Dạ không, cái này là tấm lòng, này tấm lòng của em thôi. Tấm lòng của em ngày hôm nay cũng dạ. Không mua bây giờ tặng tiền. Dạ. Lấy kỳ. Dạ không, không. Không. Dạ anh không nhận là em buồn đấy. Anh không nhận là em buồn. Tự nhét vô luôn hả? Rồi tự nhét vô cô chú anh chị, không dám nhận. Không dám nhận ngại nhưng mà đưa túi cho nhắc vô. Ở vậy thôi, em không có gì đi biếu bên hết, với lại làm nhà em cũng không có lên xuống á, không dám lấy kỳ lắm. Dạ không kỳ gì hết á, tại vì nói chung em cũng không phải là đi mà hàng ngày đâu, cũng lâu lâu. Dạ chưa lần nào, chỉ có Tân nó đưa tiền, Trung nó đưa tiền thì dạ. Mới lấy thôi. Không, cái này riêng của em thôi, cái này là tấm lòng của em. Nói chung là anh xây nhà cũng lâu rồi, gần tháng mới xong, bây giờ hoàn thành. Bữa nay vô nhà thì em không có gì theo tay hết, không có mua bia gì hết, để tặng cho anh 200.000.
À, cứ vậy. Rồi, anh xin cảm ơn nhiều. Dạ. Xin cảm ơn em nhiều. À, bây giờ chỉ chờ anh em bà con đồ qua thăm thôi. Qua ăn nhậu. Hơn nửa cây là mình vô mình ăn đi. Dạ. Dạ dạ. Đó, anh đừng có nhậu nhiều quá nha. Giảm lại đi. Em muốn cái đầu anh uống cái đó. Trời ơi. Em không biết uống. Em không biết uống thì em biết chích. Chắc vậy. Ờ vậy nha anh Khánh, chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Đó, đó. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Dạ. Xin cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi em có dịp nào cái em đi ngang đây cái khi em ghé thăm anh nha anh Khánh nha. Rồi rồi. Rồi. Xin cảm ơn nhiều. Dạ, rồi chào quý khán giả cũng như quý mạnh thông quân nha. Xin chào quý khán giả mạnh thông quân. Dạ.